chào quý vị khách hàng. Hôm nay Chiến sẽ quay một cái video giới thiệu tới quý vị các bạn một cái mẫu đèn trung tâm LED cộng laser Verlux. Với cái dòng đèn LED cộng laser trung tâm này sử dụng 16 bóng LED và một bóng laser màu xanh lá cây. Góc bao phủ của đèn rất là rộng. Để quý vị nhìn thấy rõ cái luồng tia thì Chiến có sử dụng một màn khói mỏng mỏng từ máy tạo khói. Đây là laser của nó. Đèn có thể treo trung tâm phòng hoặc là đặt kiểu như Chiến đang quay đây cũng được. Đèn có 3 chế độ chạy: chạy tự động, chạy theo nhạc, chạy qua hệ thống bàn điều khiển EMX. Đây là dòng đèn LED trung tâm Verlux. Rất là ảo đúng không quý vị? Khi mà có một màn khói mỏng vào thì đèn nhìn rất là ảo luôn. Đấy. Anh em nào có nhu cầu đầu tư hệ thống đèn cho phòng hát gia đình, phòng hát karaoke, phòng trà thì có thể tham khảo cái mẫu đèn này. Mẫu đèn trung tâm Verlux này, 2-in-1 LED cộng laser. Rất là ảo luôn. Đèn có thể neo lắp đặt ở vị trí trung tâm phòng hoặc là đặt dưới đất cũng được, hoặc là đặt như vị trí Chiến đang quay đây cũng đều được hết. Góc quả của đèn rất là rộng luôn quý vị ạ. Đấy, ảo chưa? Góc bao phủ của đèn rất là rộng quý vị nhé. Đây là dòng đèn LED trung tâm Verlux, chuyên sử dụng cho không gian phòng hát, phòng trà, bar mini. Đấy, quý anh chị nào có nhu cầu đầu tư hệ thống ánh sáng sân khấu cho phòng hát, đèn phòng hát thì có thể tham khảo mẫu này. Mẫu này lắp ở phòng trung tâm rất là đẹp luôn. Đèn đang được bên trung tâm đèn sân khấu Việt Chiến bán.